Hello, xin chào quý khách hàng quay lại với cửa hàng mắt kính tai quay. Thì hôm nay bên em có dịp làm cái chồng kính mát ha, Xiaomi ROX đặc đánh riêng ở màu khói 85. Đây, nó là chống UV đầy đủ và chống kháng hơi và độ trong suốt giống như là pha lê ha, được phủ cứng. Đây, thì đây là cái chồng 1.61 thì nó sẽ rất là mỏng ha, chống UV 400. Được phủ lớp phủ của pha lê U2 này. Cái chồng này thì đặt đánh riêng ha. Cái này có độ hoặc là không độ. Mọi người coi những cái chồng tốt á thì cái màu chồng mọi người coi có lớp ván phủ ha, cả hai mặt ha. Cả hai mặt. Mặt trước ha. Đây. Mặt trước và mặt sau ha đều có lớp ván phủ chống chói và chống tia UV. Tương đương ánh sáng mặt trời để cho mình một cây cặp kính mát rất là tốt ha. Nhìn một độ chồng mình nhìn bên ngoài nó sẽ rất là bóng, rất là bóng đẹp và nó sẽ hạn chế bám hơi và hạn chế vân tay ha. Khi mình hai là cái tác dụng khi mà mình đi ngoài trời gặp mưa thì nó cũng sẽ cho tầm nhìn tốt hơn đối với những cái chồng mà nó không có cái độ phủ phủ trơn. Cái chồng mà đặt đánh riêng ha, cái chồng này anh khách hàng là lấy không độ, nhưng mà nếu mà mọi người có cần đàm độ thì mọi người vẫn có thể đặt đánh những cái chồng này. Ở bên Liêm là chuyên đặt đánh cho khách hàng và có rất là nhiều màu sắc, bao gồm cả 20 mấy màu ha, của chính hãng. Thì cái anh khách chọn vào ráp vào cái gọng titan mà titan dẻo nha mọi người. Mọi người coi đây, titan dẻo, càng nó rất là dẻo nhẹ ha. Thì cái độ bền của titan thì chắc mọi người cũng biết rồi. Thì đó là lý do tại sao năm nay iPhone 15 thì họ cũng sẽ lấy cái vật liệu titan là nòng cốt chủ yếu để làm cái vỏ iPhone ha. Ra được một cái tính chất rất là nhẹ và nó có tính chất là kháng ăn mòn cao. Nhất là đối với môi trường khí hậu nhiệt đới gió mùa của bên Việt Nam mình ha. Đây, rất là đẹp. Rất là khuôn ngầu nha mọi người, cái ve đầy đủ ha, rất là đẹp luôn. Họ rất là nhẹ nha. Cái kính này rất là thích hợp để mình đi ban ngày ha, nhất là những lúc trưa nắng, 12 giờ trưa và 1 giờ chiều. Rồi thì Liêm chuẩn bị đi đóng gói và Liêm sẽ gửi lên về bên Đồng Đồng cho anh khách hàng của Liêm nha. Rồi Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách nha.